gọi là nữ tính hả? À, theo Kỳ Duyên đó, thì cái đó còn tùy vào cái thời điểm. Ngày xưa đó, nữ tính thì được các cụ dịch là công dung ngôn hạnh, khéo léo, biết may vá, biết nấu ăn. Đó là cái thể hiện của nữ tính. Nhưng mà thời bây giờ thì Kỳ Duyên nghĩ là một người phụ nữ có thể đi ra ngoài làm ăn, thành công trên thương trường, rất là mạnh mẽ, nhưng mà không có nghĩa là kém phần nữ tính. Nhưng mà chỉ có một cái mà Kỳ Duyên thấy là phụ nữ đời nào cũng cần có giống nhau. Khi mà chúng ta nói về cái mềm mại, là chúng ta nói về làn da mềm mại, chúng ta nói về cái mong manh, là nói về cái làn da nó khỏe mạnh. Thành ra nhìn nó thấy nó có một cái lớp mơn mởn, nó có một cái lớp bóng, nó có một cái lớp của một cái làn da khỏe thật sự từ bên trong. Và thưa quý vị, hôm nay Kỳ Duyên rất hân hạnh giới thiệu quý vị là Hibora. Hibora trước đây quý vị là một tên tuổi hãng ở bên Nhật mà quý vị đã từng tin tưởng qua cái sản phẩm Hibora giúp cho phụ nữ chống những cái mùi khó chịu ở trong người và tạo cái hương thơm tự nhiên. Thì thưa quý vị, Hibora Collagen Enrich cũng là một cái sản phẩm của hãng Hibora. Sản phẩm này rất là đặc biệt. Quý vị biết là collagen thì phụ nữ ai cũng cần để cho làn da tươi đẹp, để cho thân hình, nói chung là thân hình gọn ghẽ, cái tuổi thanh xuân của mình nó còn kéo dài. Thì đây là cái collagen mà nó có nhiều cái nồng độ collagen nhất trên thị trường hiện nay. Thưa quý vị, một chai như vậy mà có tới 160.000 miligram của collagen là cá biển mà biển sâu ở dưới lòng biển. Mà bên cạnh đó không những là collagen mà còn có nhiều những chất vitamin bổ cho thân thể mình. Mà đặc biệt là có Sakura là hoa anh đào và hoa hồng Damask. Thì tất cả đây là những cái thứ mà Kỳ Duyên nghĩ là phụ nữ ở thời nào cũng cần để thể hiện cái sắc đẹp nữ phái của mình. Và thưa quý vị, với Hibora thì tất cả phụ nữ nào cũng trở nên quyến rũ. Hibora Collagen Enrich.